Con ước như tình ngày nào học số 3 với cô. Con ước như tình ngày nào học số 3 với cô. À, đúng không? Nhưng mà khi mà con luyện tập một thời gian thì cái tốc độ ảo tính của con lúc nào cũng sẽ nhanh hơn so với tính nhẩm bình thường, đúng không nào? Và trong cái quá trình học với cô Nga, con cảm thấy như thế nào? Con ơi cô là con cảm thấy con tính toán nó kiểu như nó nhanh hơn, với cả nó cũng giao tiếp với các bạn khác nó cũng vui hơn. Ok, con học con cảm thấy áp lực không? Học với cô Nga cảm thấy áp lực Không cô ơi. không? Không thì con cảm thấy nhà không thì như nào? Con kiểu như học xong cái kiểu như học xong cái chủ nhật tuần này thì con lại kiểu như con toàn kiểu như con ước như tình ngày nào học số 3 với cô. Thế nào số bạn nào rồi, thế nó con học toán như nào, con thấy thích không? Học toán thì nó có không Học toán trên lớp con học đến là cái hình hộp chữ nhật nhưng mà nó cũng dễ để con đã học trước rồi cô. con? Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn cô Nga đã Mẹ dụ chỉnh cái dỗ được các con. camera đừng dùng Camera của mẹ con đang gội đầu cái con ạ. camera À. rồi. Đó, tôi là muốn nghe ý kiến của mẹ trong cái quá trình đồng hành với con, thì mẹ có cảm thấy Vâng mấy thì câu có sự thay đổi không? rất là xin lỗi cô là mẹ con không đôn đốc được con quay bài nhiều để nộp bài lên chương trình, lên ban tổ chức nhiều, nhưng mà mẹ thấy con rất là hào hứng với cả từng tiết học cũng như là tính toán nó nhanh nhanh nhẹn hơn. Nhẩm 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 bài, những cái bài ở trên lớp là khi mà mình áp dụng vào thì cảm giác là con nó tính toán nó nhanh nhẹn hơn, như cô nó không ngại.